Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già kính yêu của dân tộc, niềm tự hào của đất nước Việt Nam. Sự yêu kính của nhân dân ta dành cho người được thể hiện qua rất nhiều việc làm khác nhau, và trong đó việc sưu tầm tư liệu hình ảnh về Bác như một cách để bày tỏ tấm lòng tôn kính dành cho người. Đây sẽ là câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Ở khóm 4 phường Cô Giang của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Nguyệt là người đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm và sưu tập hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gần 50 năm qua, bất kỳ đâu, từ các nhà sách lớn cho đến các sạp báo nhỏ ven đường, hễ nơi nào có tài liệu về Bác mà mình chưa có, bà đều đến tận nơi hỏi mượn rồi mang đi sao chép. Hiện nay, bà Nguyệt có hơn 400 đầu sách, hàng ngàn bài báo và khoảng 3.350 tấm ảnh về Bác Hồ. Đằng sau mỗi bức ảnh thường chứa đựng một câu chuyện về quá trình sưu tầm. Mỗi bước đi của dân tộc là một sự trưởng thành, mà trưởng thành đó thì không bao giờ phai dấu chân của người vĩ nhân dân tộc. Vì thế cho nên khi tôi thấy Bác thì tôi rất phục, mà khi người ta đã phục thì ta học. Học ở Bác cái chỗ là cái gì của quần chúng, sống như quần chúng, lo cho quần chúng. Dân là một cái sức mạnh rất lớn. Cho nên cái đó là tôi học tập ở Bác rất nhiều. Từ năm 2022, một số chi bộ thuộc đảng ủy phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng thành công không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay trong trụ sở làm việc. Rất nhiều tài liệu ở đây đều do bà Nguyệt đóng góp. Bà cũng tổ chức nhiều buổi chuyên đề trao đổi với đảng viên, đoàn viên thanh niên nhằm giúp họ hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử nước nhà. Em cũng được biết là cô đã có hơn 40 năm sưu tầm tranh ảnh, tư liệu và những mẫu chuyện về Bác để truyền lại cho thế hệ tụi em sau này. Đó là một cái việc làm hết sức là ý nghĩa đối với tụi em. Cô còn là người truyền lửa, là người mà giáo dục cho tụi em biết về tấm gương của Bác, về tư tưởng, về đạo đức, về phong cách của Bác để tụi em có thể mà học tập, noi gương theo mà phát triển bản thân. Mỗi năm hai lần, bà Nguyệt mang ảnh Bác Hồ đến trường mẫu giáo trên địa bàn để kể chuyện cho các cháu thiếu nhi nghe. Việc làm của bà đã và đang góp phần lan tỏa rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để mọi người càng thêm kính trọng, biết ơn Bác, từ đó hiểu được giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay. Thờ Bác thì coi như ngày nào tôi cũng đốt nhang. Con tôi ngày nào đi làm cũng đốt nhang cho Bác. Bác coi như một vĩ nhân trong gia đình này. Phải nói nhờ Bác mà tôi trưởng thành. Thành đến giờ phút này thì tôi rất tự hào. Tôi yêu Bác nhất đời. Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng bà Nguyễn Thị Nguyệt vẫn làm việc không mệt mỏi, vẫn dành trọn thời gian để thực hiện điều tâm huyết nhất đời mình. Tìm hiểu, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.